Chào mừng các bạn đã đến với Lục Bình TV nhé. Thì là hôm nay mình đang có mặt tại cái chợ bờ sông nhá. Ngày 22 tháng Giêng đây. Chợ này đang vừa cùng với cái lễ hội là đầu cầu đấy. Nhưng là do năm nay là dịch ấy, cúm các kiểu ấy nên là không tổ chức lễ hội nữa. Thì mình sẽ đi quay cái chợ chim cho mọi người xem nhá. Đây thì bên này là có các chim là họa mi này. Hello anh. Đó là chim họa mi này. Mình sẽ là đi quay một vòng hết cái hội này xem có những chim gì và những cái loại con thú gì đặc sắc không nhá. Bên này chỗ này chỉ có chim họa mi đây. Chim họa mi và chim sâu ấy, chim khuyên. Chợ này rất là nhiều người mua, rất là đông. Bên này là cũng họa mi đấy. Bên này là trà màu đấy. Đây còn bên đây là bán đồ thức ăn ăn chim này. Và có kèm theo cái lưới bẫy chim nhá. Đây bẫy chim sà màu ấy. Và các loại chim được luôn. Còn đây là khu vực bán là lồng chim các kiểu này. À đây còn bán lồng bẫy chim. Lồng bẫy chim này là bẫy ụp luôn đấy. Cái lồng này bán thế nào bác ơi? Hả? 250. 250 à? Cái này là bẫy chim gì bác? Bẫy chào màu, bẫy chè lửa, bẫy mi được hết. Cái hai loại đều giống nhau hả bác? Ờ, cái loại này đây, cái loại này 100. À, có loại 100 à? Có loại 100, còn loại lốc thì đấy là 250. Vâng. Để bẫy chim là khuyên các kiểu nhỉ? Bên này cũng bán lồng chim. Đây là lồng để nuôi. Cái đấy góc qua cực kỳ. Đây là những chiếc lồng rất là đẹp ấy nhỉ. Đây kéo ra. Còn bên đây là cũng là thức ăn cho chim, các loại cám chim ấy. Đây chợ này rất là đông đấy. Mình sẽ thấy gọi là một lồng chim gọi là chim khuyên rất là đẹp. Đây. À và đây còn có cả gà rừng bán này. Cái này là gà gì đấy ạ? À gà gì à? À không phải gà rừng à? À gà rừng à? À gà gì à? À đây là gà rừng lai. À cái này là nuôi rồi, mình lai rồi nhỉ? Cái này thì bán thế nào đấy? Con này là bao nhiêu trăm? Con này bao nhiêu tiền? 350. Hả? 350. 350 á? 350. Con gà mái 350. Con trống thì 350. À con trống là 350 à? 350. Con này là cái tiền bên bằng này nó phải 3 lít, 4 lít một con.
Con gà rừng chuẩn là nó phải cái má nó phải trắng trắng như nhỉ? Gà miền Nam, miền Nam. À, gà miền Nam mới má trắng nè. À, nó lại phân biệt đó nhỉ. Em thấy người ta có nhà cạnh em cũng có người nuôi nha, má trắng ấy. Nhà em muốn tay trắng. Tưởng là loại kia là loại rừng, từ rừng chính cống ấy. Ừ, đúng rồi. Có bên tay đỏ đó, miền Nam tay trắng. À, miền Nam tay trắng. Tay đỏ đẹp hơn. Tay nào cũng đẹp. Tay trắng đẹp hơn. Màu trắng là nhìn riêng cái màu má nó trắng trắng nhìn đẹp hơn rồi. Nó có thêm màu rồi. Đây em tay trắng. Chú bán chim à? Bán chim gì đấy? Nhiều kiểu. À, nhiều kiểu à? Chú là ở đâu? À, thành phố à? Mày cứ quay chắc kiểu đấy. Quay chứ, vẫn quay mà. Vấn đây là vâng. Nhiều cái đây là chim trà màu này. Chim trà màu rất là đẹp. Còn bên dưới này là lại có tiếp là con gà rừng đây nhá. À, đây con gà này là tai trắng đây, má trắng. Con gà rừng tai trắng đây, nhà cũng loại này cũng lai rồi đấy. Nhìn cái màu rất cao mà lông thì lại như gà làng rồi. Đây còn bên dưới này thì là rất là nhiều chim trà màu nhá. Bên dưới là mọi người đang ngó xem là chim nào hot nhiều hay là khỏe nhiều ấy, để chọn để mua nhá. Rất là nhiều người xem. Bắn chết từng con em mới đấu 2 phút đã xong rồi. Đã nhảy vào mủng rồi xong. À, chim trà màu này chọi à anh? Vâng, nó hót. Ý là con mình ấy, con mình đi bấy là nó tán con vợ nó ấy, nó tức lên nó xuống. Thế là anh ấy, đi anh là bấy chim về bán à? Vâng, bấy về bán, về thịt, về cái gì cũng có. Có bấy có chim thịt đâu? Hả? Có chim thịt đâu? Có. Đây. À, con gà dùng kia thì lấy làm gì, chim mà. Chim thịt có, chim bồ câu. À, chim không, chim trà màu này, chim. À, trà màu này kiểu chúng con không chơi thì về thịt. Cái này mình bán bao nhiêu tiền một con anh? Tùy từng con thôi. Từ chục triệu đổ lại đến 200 đến 100. À, thì tùy từng con. Đây là 2 đến 300. Chim ở kia đẹp thế bán 200. Chim này bán 100. Sao bây giờ 200-300? Không, ngoài cái khác còn cháu khác. À, trong này có một con màu nhìn, khác đấy nhỉ? Có phải nhìn ngoài là được đâu. Lâu ngày rồi nó vẫn lông chứ. Tại trong này là bắt một con thì bao tiền? Một con bác lấy con nào thì chỉ thì cháu thì mới biết giá con đấy được. Thế mình chỉ được con hay con trong con ngoài con dưới? Con trong kia thì 200 là bị con kia thì 4 tháng rồi đấu rồi nhưng mà bị gãy một cái móng rồi. Rồi cái móng vứt mẹ đi thả cho bay con luôn. Còn là hai con cái màu trộn. Con màu lân. Con đang nhảy nè. Con này thì 200. Còn con giữa? Con giữa thì 300. À, con màu lân nè. Đây nhá, có cái con màu lân ở đây nhá. Màu là gọi là nó chổng về đằng trước ấy. Con này là 300 nghìn đây. Bắt cái lưới từ cái lưới kia ra. Con này là 300 nghìn đây. Con màu lân kia nhá. Đây còn khu vực bên ngoài này thì cũng có cám chim các kiểu này. À, cũng chỉ bán gà rừng. Gà rừng, gà tre nhá. Và đây là có chim là họ mi này. Vừa là chòe than nhá. Kia là chim họa mi với chim chòe than này. À,
đây còn có cái chim này, chim chim ngũ sắc đây. Vâng, đây là chim ngũ sắc. Đây là chim khuyên, là chim khuyên nhé. Còn đây bán các kiểu đồ khô, đồ gọi là đặc sản của là Lạng Sơn, măng mật, chanh rừng và các loại lá thuốc để tắm, để uống các kiểu ấy. Và các đồ ngâm rượu, có cả mật ong rừng này. Mà đây có quả. Chị ơi, có cái quả này là quả gì đây nhỉ? Hả? Quả kha tử gặp ho. À, quả kha tử à? Quả này là để gặp ho, chữa ho. À, chữa ho à? Vâng. Cho trẻ con hay người lớn này chị? Người lớn cho trẻ con đều được. À, người lớn trẻ con đều được. Người bán 10.000 một lạng. Còn đây là có hoa lan nhé, rất nhiều hoa lan. Rất nhiều loại lan đẹp. Đây sẽ mình sẽ thấy con là chim, là chim chí. Không bán đấy. Phải không đấy. À, đây có con chim chim chí này rất là đẹp. Cái này là bao nhiêu tiền một con nhỉ chị ơi? 750 một đôi à? Con bên này là con gì đấy? À, gà mông à? Cái này thì bán thế nào? Cái gà bên này 80.000 một con à? Đây, con chim chí đây là đôi 750 đây nhỉ? Nhìn rất là đẹp. Cái này mình nuôi nó ở nhà nó có đẻ không nhỉ chị? Đẻ như gà sinh sản như gà. À, đẻ như gà. Chim rất là đẹp. À, bên đây còn có cái lan kim tuyến à nhỉ? Cái này là lan kim tuyến à anh? Phải không nhỉ? Vâng. Giống giống đấy nhỉ? Rồi, cái này là quả nó rồi. Cái già có quả. À, cây này có quả. Ừ. Rồi xóc cái nụ nó rơi xuống đây chứ. Cái này thì lan kim tuyến này thì bán như thế nào nhỉ anh? Bán cây vào 10.000. Hả? Cây này vào 10.000. À, một cây này 10.000 à? Ừ. Cái này là hoa nó có đẹp không nhỉ? Hoa nó trắng thôi, không đẹp đấy. À, hoa trắng nè. Giống nhiều cái này mới đẹp. Cái này là nở hoa là cũng đẹp. Cao thật này. Còn nhiều cái này là cái gì đây? Cái bổ máu. À, cây này bổ máu à? Thì nhá, rất là cây này khu gỗ thôi nhá. Nó huyết đằng. Có máu ấy. Huyết đằng. À, cái huyết đằng à. Rất nhiều loại lan đẹp. Đây có cây loan đã ra hoa ở đây này. Cái này hết được hồng đấy. Đó, hết được. Bảy lá một hoa. Cây đang không chưa rán cắn. À, đây cây này là hoa gì nhỉ? Lan gì nhỉ? Nhất điểm hồng. À, nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng. Tên nhiều tên hay nhỉ? Ừ. À, đây. Không rán cắn à? Ừ. À. Mà đây rất đặc biệt nhá. Có cây này là mấy lá à chú? Cây này có 7 lá đấy. À, 7 lá. Cái này
7 lá, một hoa. Ờ. Rắn cắn là rắn cắn được. Rắn cắn chứa được, có phải rắn cắn được. À, đây là cây thuốc chứa rắn cắn này. Ờ. Ô 7 lá nha, sao cây này có 5 lá thôi? Cây này 7 lá cùng một cây mà. Này nó không đủ. À cây này không đủ à? Không đủ lá. Đẹp không? Ừ, cây 7 lá một hoa. Cái cây này thì bán thế nào đấy nhỉ chú? Bán 700. 700 nghìn một cây này à? Ừ. Rắn cắn mà những cắn ít này thôi, tốn nhiều lâu. Là lấy về làm gì? Đao bào. Đao bào. Ừ, nhưng một cây này làm gì được nhỉ? Phải mấy cây chứ? Không một cây thôi. Cây còn đây là cái sâm nhá. Những cây, những vị rắn độc cắn, rắn độc hẳn đây là... phải lấy cả củ về ngâm rượu uống. Cái này là cái sâm gì nhờ sâm anh nhỉ? Sâm bách bộ. Hả? Bách bộ. Sâm bách bộ à? Cái này thì bán thế nào đấy? Bán 80.000 một cân. 80.000 một cân à? Ừ. Ngâm rượu uống được nhỉ? Ừ. Uống vừa là... À đây, à, cái trên này có quả mây, cái này là quả mây thôi. Không phải cây gì đâu, cái này là quả mây. Đây, có là cái chùm quả mây đây rất là đẹp nhá. Ê, mùa này đúng có lấy quả già về là treo làm cảnh được, đẹp đấy nhỉ. Cái này thì bán thế nào đấy? Một dây 20.000. Một dây 20.000 à? Đây nhá, một dây là... lấy về Tết, lấy về hội này, lấy về một dây hoa mây này 20.000 này. Treo chơi làm cảnh, lấy về treo chỉ là cho những người là thích làm đẹp thì làm cảnh nhỉ. Chim ở trong nhiều chú ạ. Ừ, con gà gô à, chim chí chứ nhỉ, chim chí. Ở đây còn có bên này là ngoài đầu cổng chợ bá thì có cửa hàng chim trà màu. Và đây là có chim di nha. Rất là nhiều chim di. Rất nhiều chim di. Và đây lại chim núi sắc nữa. Đây còn khu vực bên này thì có bán là chó và trứng gà. Trứng gà làng này. À trứng vịt đấy à bà? Trứng vịt làng đây nhỉ. Trứng vịt làng này bán thế nào bà? 4.500 một chục à? À đây chị là bán. Chị bán cả thuốc bắc à chị ơi? Bán cả thuốc bắc. Đây có rất nhiều là loại thuốc bắc đây nhá. Con này đẹp mà, con này nó đang thay lông, cái nơ đuôi nó dài này này. À, bây giờ là mùa chim chí này đẹp mà. Con này nó đẹp đấy. Thay lông đuôi nó dài này. Con này phải cân dưới. Cân 2. Cân 2 là bán theo con hay là bán theo cân? Bán con. À bán theo con. Cái này là gà mình là gà già chưa nhỉ chị nhỉ? 7 tháng, 8 tháng rồi. À. Chuẩn bị đẻ rồi. Chuẩn bị đẻ đi ạ? 750 một đôi. Loại này có loại to hay loại nhỏ nhỉ chị nhỉ? Hả? Loại gà của mình ấy. Có, to, nhỏ, có. Không, loại này là loại giống to hay giống nhỏ ấy? Không, có loại giống to, giống nhỏ mà. Có loại được cân mấy, 2 cân này. Chưa, bây mặc kém quá chị ơi. Mặc kém quá không nằm tải bây giờ. Mặc kém quá nó không lên hình ý. Về em gửi cho chị. Đây, còn chị đây là bán thuốc bắc đây. Đấy. Ba kích à? Ờ, đang ở Lạng Sơn. Cái ba kích này để bán thế nào chị? Ba chích. Bán 200-230. 200 bà. Vừa đấy. Vừa nó mà vừa như này là vừa hết. Vừa đẹp. Để cho chồng uống không? Ôi ngâm nhiều lắm, ở nhà nhiều lắm. Các loại mình. Các loại mình luôn thật. À ở đây cũng có cái mút tỉnh
mút tình nghe bán à? Một gói là bao nhiêu tiền đấy? Mút tình đấy là mút tình dễ đấy à? Dễ đấy, mút tình dễ. Mút tình lấy đi làm gì? Ngâm rượu uống tăng cường sinh lực. Lâu là ở đây 120 đây à nhỉ? Đâu đừng dắt đầu một người khỏe hai người vui à? Một người khỏe hai người vui ấy. Hai người vui mà nhiều người vui. Đang có mặt cao cơ gì không? Cao gì? Cao có loại cao gì? Không có cao gì đâu. Này lấy còn sao? Chưa đây không phải keo hay tối lỗi à? Tại vì cam đây con vỡ đầu này. À, chú cháu còn có cái loại chim ở đấy nha, trong lòng mắt nó kiểu khác với lòng mắt nó vàng vàng kia. Con người nó còn xem mắt nó lồi hay không lồi. Ừ, có con mắt lồi đấy, có con mắt to hơn mà. Bỏ dây hay bỏ móng nó đi. Đấy đấy đấy. Người chuyên gia bắt chim quay thì lấy về làm gì thì làm gì quay thế này máy thì lấy về làm gì à cháu quay lên YouTube không ạ.